Ngay sau khi phát hiện 3 ca F0 tại chung cư Làng Cá Nại Hiên Đông, thành phố Đà Nẵng ngay lập tức siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại đây lên một mức cao hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vào sáng nay. Tại block 1B, chung cư Làng Cá Nại Hiên Đông, nơi vừa có 2 ca mắc mới COVID-19, vào sáng nay, 80 hộ dân trong khu phong tỏa này đang được triển khai xét nghiệm COVID-19 lần 2. Cơ quan chức năng cũng đang tổ chức phun thuốc khử khuẩn toàn bộ chung cư này. Kế bên là block 2A thuộc chung cư Làng Cá Nại Hiên Đông, nơi cũng vừa có 1 ca mắc mới COVID-19. Ngay từ sáng sớm, cán bộ phường Nại Hiên Đông vận động mạnh thường quân nấu và cung cấp suất cháo ăn sáng miễn phí phục vụ cho các hộ dân trong khu phong tỏa. Theo kế hoạch, ngày mai, những hộ dân nơi đây sẽ được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 2. Cứ các hộ trong khu phong tỏa thì trước mắt là nhận một cái suất quà nhu yếu phẩm 300.000. Tất cả các việc cứu trợ của chúng tôi đều đưa lên trên trang fanpage của phường để đảm bảo cái công khai, khách quan và kịp thời. Đối với cuộc sống hàng ngày của bà con trong khu phong tỏa thì thường thì người ta có bà con, người ta nhờ bà con để đi chợ. Nếu trong trường hợp hộ nào mà không có người thân ở bên ngoài để có thể đi được thì trong tổ cộng đồng cũng có cái sự phân công để các anh chị hỗ trợ giúp. Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông cho biết trên địa bàn phường có đến 56 block chung cư với hơn 4.500 hộ dân sinh sống, hiện đã phát hiện 3 trường hợp dương tính với COVID-19 ở chung cư Làng Cá Nại Hiên Đông. Chính quyền phường đang khẩn trương siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chung cư lên một mức cao hơn. Chúng tôi đã chỉ đạo cho các cái tổ phòng dịch ở khu dân cư thành lập các cái tổ COVID cộng đồng, giám sát cộng đồng ở trong các cái khu chung cư. Thì theo đó thì các cái tổ này sẽ tiến hành kiểm soát cái người ra vào chung cư, đo thân nhiệt, sát khuẩn, yêu cầu người dân thực hiện 5K. Và đặc biệt là họ huy động người dân đóng góp về cái kinh phí cũng như là cái nhân lực để trực chốt cũng như là phun sát khuẩn toàn cả tòa nhà. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp với các chủ đầu tư là đề nghị các chủ đầu tư là chỉ đạo cho ban quản trị cũng như là các cái nhà trưởng phối hợp chặt chẽ với lại các tổ COVID cộng đồng để mà triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ trên. Đà Nẵng đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tùy theo đặc thù mỗi địa phương, các quận huyện, xã phường trên địa bàn thành phố đang dùng sức cho công tác này. Đối với hệ thống các chung cư nơi có đông hộ dân sinh sống, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Do vậy, các địa phương cần siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch.